Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi vua súng. Chết đi. Ê. Này à, vua súng. Cục tạ di động là tôi. Tôi chính là cục tạ di động. Tôi chính là cục tạ di động. Mình chết nhiều mạng quá. Ôi, mình chết nhiều mạng quá. Ôi, mình chết nhiều mạng quá. Nãy giờ mình chưa có súng gì xài luôn. Chơi vô súng mà không có súng gì xài hết. Đây này, đây này, Gia Bảo. Đánh đi, đánh cho bằng giặt luôn đi. À, sao bắn ngu người quá ta? Chết những ai ngu người. U cây gì đã vậy ta? Ủa sao chết quái ta? Bắn chết trên lầu không vậy? Được chưa? Đàng hoàng gì được chưa? Được rồi. Một khi đã đàng hoàng rồi thì bao nhiêu máu cũng xử được hết. Trời ơi. Để chết luôn. Không dính nó luôn chạy. Sao cây cầm cây này gọi ta? Buồn đê. Buồn đê. Ôi nãy giờ tôi chết nhiều quá rồi. Oh.
phục xong chưa? Nhóc luôn kìa, chết không chết được chứ. Cầm cái này ngon lành. Siêu năng lượng rồi. Đáng không ta? Cháu nào? Rồi, đang cầm sao nồng say. Dạ, chắc em. Dạ, vậy là tiếp nhắn rồi. Vừa đổi súng cái chết rồi. Tạ. Ô, ôi, ôi súng nhắm. Bấm tay. Chưa bắn mẹ không? Mày đã chơi em đánh nhau mẹ. Ôi cục bà là đây chứ đâu.